đây, hai hồi đây. Bà con mình cố gắng đứng cách nhau ra nghe chưa? Nhớ là cách nhau 1m5. Cố gắng đứng cách nhau ra. Hai hồi. Cái đây đừng đứng sát quá. Bà con mình tự giác giãn cách ra. Đừng đứng sát với nhau. Bà vô trong Sài Gòn bắt đầu hôm tháng 3. Hôm 3 anh lịch dì rào á. Thì coi như là bà dì rào là bà nằm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch á. Rồi mà chuyển lên trên bệnh viện Mộc Bà Lan á. Rồi coi như dịch ai là bà về nhà bà ở luôn. Nếu mà như không có dịch này thì coi như là năm nào bà vô rồi bà ở thằng này tết là đi về, chứ bởi vì bà ở quê cũng có một mình thân, không có ai nên cái xe nó dịch tới bà về. Như bà nhà đậu cuối ở không biết sẵn là nào bà về. Bà Cổ bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nhiều năm dòng điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh và chỉ về thăm nhà dịp Tết. Khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, bà chuyển sang điều trị ngoại trú và ở phòng trọ của con bà để uống thuốc cầm chừng. Tuổi đã cao, lại mang căn bệnh hiểm nghèo, cụ bà chỉ mong được về quê ở trong căn nhà của mình để sống những ngày cuối đời. Thì giải là được gì là mừng. Bà Cổ là một trong số 200 trường hợp được Hội đồng Hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ đưa về quê miễn phí trong chiều ngày 25 tháng 7 năm 2021. Nhà báo Quốc Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết bà con Quảng Ngãi vào thành phố Hồ Chí Minh học tập và mưu sinh rất đông, có tới hàng vạn người và đa số là lao động làm nghề thời vụ cực nhọc như xe ôm, thợ hồ, bán mì gõ, trái cây, lao động tự do, sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Sau khi Hội đồng Hương thông tin về việc hỗ trợ bà con về quê miễn phí, thì chỉ trong 2 ngày đã có hơn 6.000 người đăng ký. Trong khi đó, tỉnh chỉ nhận 400 người cho đợt đầu tiên đưa dân về. 200 người của 10 chuyến xe này, dù được thông báo có mặt lúc 12 giờ trưa, nhưng từ 10 giờ sáng, nhiều người đã khăn gói đến bến xe ngồi đợi. Vẫn là những chuyến xe xuất phát từ bến xe miền Đông như bao lần trước, nhưng lần này ai nấy đều hồi hộp chờ mong đến mất ngủ. Tôi đi khám bệnh, cô vô cô thám thì mới gì vô tới nay là nó bị dịch, cho nên là cô cũng không dám đi ta khám luôn. Cô kẹt mít tới nay, cô cũng ở nhiều nhà, ý là ở nhà trọ, vừa kẹt mít vừa có cái dịp là nhà nước đưa về thì cô cũng có đăng ký, rồi một mai cô cũng được vô cái diện này. Là nói chung là cô cũng rất là mừng, cô cũng cảm ơn là các anh em ở trong này cũng giúp đỡ, cho nên là cô được về cô cũng rất là cảm ơn. Suốt thời gian mắc kẹt ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng bà Hồng phải ở nhà trọ tằn tiện chi tiêu từng đồng một. Nhà ở quê lại đang đóng cửa để không, hai vợ chồng già không khỏi sốt ruột chờ mong từng ngày. Coi như cô mừng lắm, coi như là không có thể nào ngủ được luôn á. Cho nên là nhận được bó mấy con bên này và Hội đồng Hương của Quảng Ngãi mà ở Hồ Chí Minh này bó là cô rất là mừng. Chờ từ cái ngày mà cô đăng ký tới bây giờ không ngủ được, rồi nôn nắng là mới hôm qua đi xét nghiệm Tết nhanh, rồi cô cũng được âm tính. Bây giờ nói chung là cô cũng được có vé cô đi về, cô rất là cảm ơn. Những ngày qua, dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp. Nhiều người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập vì công việc gián đoạn, trong đó có những người bán vé số. Cụ bà Huỳnh Thị Mì năm nay đã 80 tuổi và cũng gắn bó đủ nghề ở thành phố này được hơn 20 năm. Sức khỏe không cho phép, mỗi đợt vào đây, bà đi bán trái cây gánh hoặc vé số khoảng từ 3 đến 5 tháng, dành dụm được ít tiền lại về quê nghỉ ngơi. Để tiết kiệm chi phí, bà ở chung nhà tập thể cùng nhiều người bán vé số khác và hàng ngày đi bộ quanh quận 10, quận 11 và quận Bình Tân để mưu sinh. Thì con cháu thì nó nuôi cũng có cơm, nhưng mà ấy mà nó lo chuyện nó còn đi này mà bán mà kiếm được tiền.
bỏ túi khi mà bệnh hoạn mà mua cái gì mà mua vậy thôi. Vậy chứ mà vô đây mà nhờ người ta ở quán cơm chú Hòa đó ở đường Nguyễn Chí Thanh đó dài đó, cái chú cho bà đi mua mát từ thiện, bà đi đủ cho cháu thì cũng đỡ, chứ còn ở nhà thì con cái nó đâu có điều kiện mà bà mổ hết tan mát rồi, rất là bà cảm thấy vui vẻ mà phấn khởi, bà rất vui và bà rất mừng. Chứ ăn thôi giờ không biết chừng nào mà gì nữa. Không chỉ có người cao tuổi, trong số người dân được đưa về Quảng Ngãi miễn phí trong chiều ngày 25 tháng 7, còn có cả những người bán hủ tiếu gõ theo yêu cầu phòng dịch của thành phố. Họ bỗng chốc thất nghiệp, nhưng hàng tháng vẫn phải oằn mình lo tiền nhà trọ, ăn uống. Đoàn xe đưa bà con Quảng Ngãi từ thành phố Hồ Chí Minh về quê gồm có 50 người phục vụ, trong đó 12 người là tình nguyện viên, 10 bác sĩ y tá và 3 cán bộ của CDC Quảng Ngãi, 20 lái xe của công ty Chính Nghĩa và cán bộ công an cùng đi đảm bảo công tác an ninh an toàn cho đoàn. Tình nguyện viên trước khi đi đã xét nghiệm PCR, phần đông là những người đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, một số trường hợp tiêm 1 mũi. Do số lượng người đăng ký quá lớn, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các chi hội đồng hương chọn ra danh sách đợt đầu, ưu tiên phụ nữ có thai, người bệnh, trẻ em, người lao động thất nghiệp. Khi về địa phương, những bà con này sẽ phải cách ly tập trung do tỉnh bố trí theo thời gian quy định.